Câu hỏi từ Nick là Nguyễn Khắc Dũng. Câu hỏi như sau. Kính thưa Thầy, người mắc bệnh ung thư đi phẫu thuật về nhà tạm nghỉ ngơi để điều trị ngoại trú. Người thân và bà con lối xóm đến chia sẻ, thăm hỏi. Nhưng ai đó vô tình ở chỗ có hơi lạnh đến thăm thì lập tức bệnh nhân sốt phát bệnh ngay vì lý do nhiễm hơi lạnh. Như vậy là sao ạ? Bạn Nguyễn Khắc Dũng này hỏi rằng cái người bệnh nhân ung thư đi phẫu thuật về nhà nghỉ, rồi bà con đến thăm nom, thì có những người có hơi lạnh, chắc là những người hơi lạnh là những người mới đi đám ma, đi ra nghĩa địa về, phải không? Đến thăm thì bệnh nhân phát sốt lên, thì như vậy là sao? Thì kính thưa đại chúng, cái chỗ này thì Thầy xin chia sẻ với cái góc nhìn của Đạo Phật. Về mặt tâm linh ấy, thì chúng ta biết rằng chúng ta có đi đám ma, đám tang đấy, hay đi ra nghĩa địa nhé, thì cũng không phải là đi như thế, là cái vong linh ở đám tang, vong linh ở nghĩa địa, họ theo mình về. Nếu mình gặp người bệnh đang ốm là họ vào, họ quấy, họ làm cho người bệnh đấy bệnh nặng thêm, cái đó không phải và không có nhé. Nhưng mà cái chuyện hơi lạnh, khí lạnh là có. Khi một người chết thì người đó sẽ lạnh, cái phần dương khí nó thoát ra, cho nên thân thể cũng lạnh. Đấy, và cái âm khí hay là tử khí ở đấy nó có. Thế chúng ta đến đó thì những người yếu, người đang bệnh, đang yếu thì mọi người cũng khuyên là không nên đến những cái chỗ hơi lạnh nhiều, nó không tốt. Ở đây chẳng phải là hơi lạnh mà Thầy nói chúng ta đang yếu, chúng ta đi ra gió vào, hoặc chúng ta ở ngoài trời nóng mà vào trong máy điều hòa lạnh, chúng ta cũng có thể bị cảm lạnh ngay, bị cảm luôn nhé. Thế cho nên cái chỗ mà người chết này, chỗ nghĩa địa, đúng là cái khí lạnh, tử khí nó nhiều. Thì khi chúng ta đến đó thì chúng ta cũng phải cẩn thận. Và thì kinh nghiệm dân gian, thường khi mà đi những chỗ lạnh đó về, người ta thường hơ lửa, đốt lửa hơ qua người thì cho cái khí lạnh ấy nó bớt đi nhé. Thì cái đó thì cũng là cái việc tốt. Đấy. Nhất là đối với các cháu bé, cho những cháu mà mới sinh, sơ sinh đấy, thì khi chúng ta mà đi tang lễ này, đi nghĩa địa về, chúng ta cũng nên hơ người cho nó bớt cái khí lạnh đi, để chúng ta vào với các cháu thì nó không sao. Và tương tự như vậy thì đối với người bệnh cũng vậy nhé. Chúng ta khi đến với người bệnh thì chúng ta nên mang cho họ cái dương khí, cái khí ấm thì nó tốt hơn là chúng ta mang cái khí lạnh. Thì những người mà đi đám tang về, đi ra nghĩa địa, những cái nơi nó nhiều khí lạnh, nhiều tử khí, chúng ta về chúng ta cũng nên hoặc là thay đồ, hoặc là chúng ta hơ qua lửa thì cái khí lạnh nó tan đi. Thì chúng ta đến với các cháu nhỏ, đến với các bệnh nhân, nó sẽ an lành hơn.